1 triệu ca tử vong vì COVID-19 kể từ đầu năm 2022 đến nay. Mới đây, quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng khẳng định đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, song thế giới có thể chấm dứt căn bệnh này nếu hành động quyết liệt, đồng bộ và cẩn trọng. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Maria Van Kerkhove cho rằng đã đến lúc cần đánh giá thực tế tình hình dịch COVID-19 sau khi thế giới ghi nhận 1 triệu ca tử vong do căn bệnh này từ đầu năm đến nay. Bà nêu rõ, dịch bệnh vẫn chưa thể kết thúc, đòi hỏi con người phải sống chung một cách có trách nhiệm. Phát biểu trên các kênh truyền thông xã hội của WHO, bà Cơ Khốp nhấn mạnh, con số thống kê nói trên là một thực tế đau lòng vì thế giới đã có nhiều công cụ để dập dịch như xét nghiệm, thuốc điều trị, vaccine phòng bệnh và các biện pháp y tế cộng đồng để kiểm soát dịch COVID-19 sau hơn 2 năm đại dịch hoành hành. Theo bà, các nước cần đánh giá thực tế đại dịch về số ca mắc và số ca tử vong để có biện pháp ứng phó kịp thời. Bà Van Cơ Khốp khẳng định rằng đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, song thế giới có thể chấm dứt căn bệnh này nếu hành động quyết liệt, đồng bộ và cẩn trọng. Bà cho rằng sống chung với COVID-19 đã được đề cập nhiều lần, nhưng để có thể thực hiện được điều này, tất cả người dân cần có ý thức và sống có trách nhiệm. Theo bà, một triệu ca tử vong từ đầu năm nay cho thấy người dân chưa thực hiện đúng các hướng dẫn về việc sống chung với COVID-19 và con số trung bình 15.000 ca tử vong mỗi tuần phản ánh việc sống chung với dịch bệnh một cách thiếu trách nhiệm. Theo thống kê của WHO, kể từ khi virus gây bệnh COVID-19 lần đầu được phát hiện tại Trung Quốc từ cuối năm 2019 đến nay, đã có gần 6,45 triệu bệnh nhân COVID-19 tử vong trên toàn cầu. Trong tuần qua, thế giới đã ghi nhận 5,3 triệu ca mắc mới COVID-19. Bà Cơ Khốp nhận định đây là con số lớn nhưng chưa đầy đủ vì nhiều ca mắc tự thực hiện xét nghiệm tại nhà và không báo cáo cơ quan y tế. Điều này cho thấy virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh trên thế giới, theo báo cáo mới nhất của WHO, biến thể Omicron chiếm 99% số ca nhiễm mới ghi nhận trong 30 ngày qua, trong đó biến thể phụ BA.5 pH. chiếm 74% số ca nhiễm mới. Trước diễn biến gia tăng của ca mắc COVID-19, năm học mới đến gần, mới đây, Bộ Y tế đã nhắc bốn bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 các mũi 3 và mũi 4 cho đối tượng đã hướng dẫn, hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2012. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký công văn về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi các bộ, giáo dục và đào tạo, bộ công an, bộ quốc phòng và bộ thông tin truyền thông, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ. Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với sự hỗ trợ phối hợp của các bộ ngành, cơ quan đoàn thể trong công tác truyền thông, vận động, quán triệt thực hiện công tác tiêm chủng đã giúp Việt Nam đạt được những kết quả tích cực. Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2022, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 254 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ tiêm bao phủ đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt sấp xỉ 100%. Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 70,5% và 67,4%. Mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 47,4%, Mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 79,3% và 50,2%. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình tiếp nhận triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tăng cường hơn nữa công tác tiêm chủng, hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra. Bộ Y tế đề nghị, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả hoàn thành sớm nhất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm nay, đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao, trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm biến dịch. Bộ Y tế đề nghị các bộ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 về Bộ Y tế trước ngày 10 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ bộ y tế cũng yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ trung ương đảm bảo cung ứng đủ vaccine cho địa phương triển khai kế hoạch tiêm chủng các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur theo phân vùng quản lý hướng dẫn hỗ trợ đôn đốc kiểm tra giám sát các địa phương triển khai công tác tiêm chủng